ngày 10 tháng 6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long. Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, có học vị tiến sĩ kinh tế tại Đại học Ponte Vergata, Italia, năm 2005. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hoàng Long là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ tháng 6 năm 2021. Như vậy, đến thời điểm này, Bộ Công Thương đang có 3 thứ trưởng, gồm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng và ông Nguyễn Hoàng Long.